Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ TV. Và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Bằng Kiều đi hát đám cưới từ năm 9 tuổi, hé lộ mức cát xê ai cũng bất ngờ. Tài năng ca hát khi được mời đi hát ở khắp các đám cưới, khả năng ca hát của Bằng Kiều sớm bộc lộ khi còn nhỏ được rất nhiều người mời đi hát đám cưới. Nổi tiếng là ca sĩ có giọng nam cao, trong và giàu tình cảm, Bằng Kiều từng gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát khi liên tục được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình ở trong nước và địa phương. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của nam danh ca hải ngoại, hào hứng khoe bức ảnh hiếm thời đi hát đám cưới cách đây 38 năm. Đây nhá, lại bảo tôi nói phét, năm 1982, lúc đó 9 tuổi, nghĩa là bằng Kenji của tôi bây giờ, tôi đã đi hát đám cưới tưng bừng. Các xe lúc đó thường là được ăn cỗ và túi bánh kẹo của gia chủ gói cho mang về. Thế là sướng tê người, cảm ơn một người bạn nào đó đã sưu tầm được tấm ảnh quý, quý lắm. Bằng Kiều chia sẻ. Sau vài giờ đăng tải, bức ảnh của Bằng Kiều nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Ai nấy bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh hồi còn nhỏ đen nhẻm của anh. Nhìn anh như con chuột ý. Diva Hồng Nhung thì trêu, ông tranh nghề của tôi à? Đặc biệt đàn em Hương Tràm suýt xoa, bé thế. Toàn biết chọn cô dâu xinh để họa mic. Được biết, Bằng Kiều sinh năm 73 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thời trẻ, nam ca sĩ từng tham gia một số ban nhạc như Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa và nổi bật nhất Quả Dưa Hấu, cùng những tên tuổi nổi tiếng Tú Dưa, Tuấn Hưng, Tường Văn. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Bằng Kiều khá lận đận về chuyện tình duyên. Sau 11 năm chung sống vì không tìm được tiếng nói chung, Bằng Kiều và Chi Di Phương Trinh chính thức được ai nấy đi từ năm 2014. Mặc dù không chung sống với ba con trai, nhưng Bằng Kiều thường xuyên thăm hỏi, có mặt trong những sự kiện quan trọng của các con. Không những vậy, nam ca sĩ còn thể hiện trách nhiệm khi chu cấp khoảng 100.000 đô la Mỹ, hơn 2 tỷ đồng cho vợ cũ và ba con trai. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.